Đây là những vườn dâu. Xôi gì đây? Sơn bóng chống thấm cao cấp dâu. Tiếp tục. Dâu trên đây nó gì nó. Nó mới trồng. Ê, chị lên tay tôi kìa. Nữa lên nữa, lên nữa. Nữa đi. Dơ rồi, cho dơ luôn. Đây nhé hả? Ờ. Đây được. Lên đây đi được không? Dâu nhé. Được bao nhiêu rồi? Họ phun thuốc nhiều lắm đó nghe. Cái anh mua dao ở ngoài chợ vậy đó. Biết là thuốc Trung Quốc mà vẫn chơi đúng không? Nhưng chơi sợ chi mưa rơi. Sợ mưa đá. Hái đi xíu nữa họ lại hái không có đây. Ngon không? Chua quá. Mùa này chua đúng rồi. Chua cũng lạ. Mưa. Anh đi tìm những chai thuốc, những chai thuốc giấu ở đâu? Mới tìm được một chỗ. Anh ăn quả này nè. Ngon không? Mày đâu? Mày đâu rồi? Đây thấy không? Đây rồi này. Thấy rồi. Cái này sao? Nhiều tụi quá. Cắn miếng nè. Cắn đi. Bỏ vô miệng thịt đó. Này, cắn đi. Bếp phát xem nó thế nào. Chết mẹ. Trúng thuốc từ sâu rồi. Chết đi con. Kệ đã miếng đã. Không ngọt. Chua. Chua. Dâu chua rồi. Dâu này chắc rẻ. 15-20. Thôi, hái nửa ký đi về.
cái trái nhỏ á. Cái chiến thái mà. Ờ, cái trái nhỏ nhỏ nè. Quay luôn đôi chân này của em lại đi. Quay lên. Giới thiệu sản phẩm được mua ở chợ Đà Lạt. À không, chợ Nha Trang. Ở chợ chợ hàng là tấm mái. Chợ hàng là bao nhiêu? Không biết. Tấm mái không biết hả? Nhớ. Chợ Nha Trang 40. 50. À 50. Khổ nhẹ bà. Ui móc quật đẹp thế mày móc. Ui chắc vườn dâu này họ bỏ rồi, nhìn sơ sát trên kia là đỉnh Lang Biang. Có không? Họ hái hết rồi. Họ khai thác và bán hết rồi, còn lại mấy trái xấu xấu cho mình đây. Lừa nhau quá. Nó mới có bông mà. Bên kia nữa kìa. Họ đi nhánh khác. Quả này muốn bị hơn cha xíu. Thôi hư thôi. Mưa hư liền. Ngọt à? Ngọt hay chua? Vừa là ngọt ngọt à. Đây. Được. Sống quá. Gì đâu. Kìa. Nó kìa. Kìa nó kìa. Mày rất to ấy. Ta sẽ khai thác mày. Ừ. Sao thế? Ờ xấu cái chơi đây này, đây này, có mấy cái này đỏ đỏ này. Cũng có một số người bị lừa như mình rồi đây. Được kỹ chưa? Lên trên đi. Hai vợ chồng mình mua về không biết là anh cho hết. Đây này. Ui, chưa đỏ. Ê, kìa.
chưa? Úng mẹ. Xong bật wifi à, bật 3G đang phát trực tiếp. 3G yếu. Khó thử đi. Yếu. Hết rồi. Yếu kia là gì? Đi thôi, về thôi. Đi thung lũng vàng đi. Mình mua, mình vô nhầm chỗ rồi các anh. Các anh thấy chỗ mình đi không?